Phật pháp do duyên sinh, duyên diệt vàng pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy, chúng sanh đều phải chết, sự chết vốn đồng nhau chỗ tận cùng kiếp sống. Ai làm ác về sau khổ báo trong địa ngục, ai làm lành được hưởng an lạc nơi cõi trời. Do vậy người trên đời hãy thấy rõ sự thật, tin tiếng tạo nghiệp lành nhanh chóng làm việc phước thường được bậc hiền trí hành trì và người khen vì chỉ có phước đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho cuộc đời mai hậu. Sự sống của chúng sinh thật vô cùng ngắn ngủi, từ trẻ cho đến già, từ già cho đến chết. Lộ trình sinh tử ấy chúng sinh đều bất lực, nếu người đời thấy rõ sự chết luôn sẵn sàng hằng đeo đuổi bên mình, nên tạo nhiều công đức vì phúc lạc trên đời đều do nhân thiện nghiệp. Tất cả chúng hữu tình bất lực trước sự chết, mong ước thắng tử thần là điều không thể có dầu sức mạnh phối binh hoặc bộ binh xa mà dấu năng lực bùa chú công dân hay tài sản không thể thắng tự thần. Do vậy người trên đời nói gương bậc trí tuệ tìm lời lạc cho mình hằng phát sanh tín ngưỡng kiên cố bất đồng tâm vào đức tin tam bảo, kiên cố làm việc lành lìa tự sinh khổ não. Thân này chẳng bao lâu nằm vùi trong lòng đất vô dụng, xác không hồn như gỗ mục vứt bỏ. Thân người hiện tại đây như là cây úa vàng lìa cành trong một sớm sư già của tự thân. Đời chờ sao ngưỡng cửa thân này, dù sâu đẹp nam nữ hoặc trẻ già, thại thại đều chứa nhóm cội nguồn của tội báo, thân này không chắc thật. Thay đổi bình tật luôn qua vô lượng, đêm trường sao còn chưa thức tỉnh, sao còn chưa dừng lại đã hằng xa luân hồi, sao vẫn còn mê mải thương luyện vật trần hôi. Hãy nhận rõ thân này, hãy thường xuyên quán tưởng, từ bỏ mọi tham ái bước vào dòng bất tự. Hữu vi là vô thường tánh, chẳng rời sanh diệt có đó rồi không đó, tịch tình mới chân thường. Khi trí tuệ quán chiếu thấy hữu vi vô thường, liền thoát ly khổ não, đó là thanh tịnh đạo. Khi trí tuệ quang chiếu thấy hữu vi khổ không, liền thoát ly khổ não, đó là thanh tịnh đạo.
khi trí tuệ quang chiếu thấy pháp không phải ta liền thoát ly khổ nào, đó là thân tinh đạo. Vô thường là tánh của hữu vi pháp, cái gì có mặt tất hay biến đổi, dẫu từ quá khứ suốt khắp vị lai. Người trong quốc độ, trong làng, trong xóm, núi biển, sông hồ, đồng quê đô, hồi ngà quỷ súc sinh, chư thiên sau cõi ma quân phàm vương, cho đến tầng trời vô sắc vô tượng đều ý như vậy. Khổ đau là tánh của mọi chúng sinh, khi có tham ái với các đối tượng hợp ý vừa lòng mà phải lìa xa. Dẫu từ quá khứ suốt khắp vị lai, người trong quốc độ, trong làng, trong xóm, núi biển, sông hồ, đồng quê đô, hồi ngà quỷ súc sinh, chư thiên sau cõi ma quân phàm vương, cho đến tầng trời vô sắc vô tượng đều ý như vậy. Vô ngã là tánh của tất cả pháp, cái gì có mặt tất do duyên sinh, không thể từ hữu, không phải là ta, chẳng phải của ta. Dẫu từ quá khứ suốt khắp vị lai, người trong quốc độ, trong làng, trong xóm, núi biển, sông hồ, đồng quê đô, hồi ngà quỷ súc sinh, chư thiên sau cõi ma quân phàm vương, cho đến tầng trời vô sắc vô tượng đều ý như vậy. Tôi được nghe rằng một thời Thế Tôn trú ở vương Nai Thành Ba La Nại, bây giờ Thế Tôn gọi năm tỳ khưu đến dạy thế này. Này các tỳ khưu, sát thân không phải ta, không phải là của ta, hay từ ngã của ta, nếu xác thân thực sự thuộc chủ quyền của ta, xác thân ấy ắt là không đau đớn bình tật như mong ước thương tình. Lại nữa, người trên đời vẫn thường hay cầu xin mong thân này mạnh khỏe, đừng ôm đau bệnh tật. Nhưng này các tỳ khưu, xác thân này quả thực không phải ta, của ta hay từ ngã của ta, nên đau đớn bệnh tật là đặc tính của thân, không thể không đau đớn, không thể không bệnh tật. Như người đời mong mỏi, và này các tỳ khưu, không chỉ có xác thân mà cảm giác trí giác, tình cảm hay phản ứng sao lưu, và chuyện giao năm tổ hợp vận hành, tạo nên tiến trình sống của tất cả chúng sinh. Chúng không phải là ta, cũng không phải của ta, hay từ ngã của ta, nếu năm tổ hợp ấy thực sự thuộc quyền ta, tất cả chúng hẳn là không đau đớn bệnh tật như mong ước thương tình. Lại nữa, người trên đời vẫn thường hay cầu xin mong cảm giác này khỏe, đừng ôm đau bệnh tật, mong trí giác này khỏe, đừng ôm đau bệnh tật.
mong tình cảm này khỏe đừng ôm đau bệnh tật, mong sao lưu chuyện giao khỏe mạnh không đau ốm. Những này các tỳ khưu thực sự năm tổ hợp không phải ta của ta hay tự ngã của ta, nên đau đớn bệnh tật là đặc tính của chúng, không thể không đau đớn, không thể không bệnh tật như người đời mong mỏi. Lại nữa này các tỳ khưu, xác thân là thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, xác thân vô thường, các vị tỳ khưu thưa với Đức Phật, cái gì vô thường, là lạc hay khổ? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng chẳng là khổ, xác thân vô thường, biến hoại đổi khang theo lẽ thông thường, có hợp lý chẳng khi cho cái ấy là ta của ta, tự ngã của ta? Và này các tỳ khưu, không chỉ có xác thân mà cảm giác tri giác tình cảm hay phản ứng sao lưu và chuyện giao, năm tổ hợp vận hành tạo nên tiến trình sống của tất cả chúng sinh là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, chúng đều vô thường, các vị tỳ khưu thưa với Đức Phật, cái gì vô thường, là lạc hay khổ? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng chẳng là khổ, cảm giác trí giác tình cảm phản ứng sao lưu chuyện giao, chúng đều vô thường, biến hoại đổi khác theo lẽ thông thường, có hợp lý chẳng khi cho cái ấy là ta của ta, từ ngã của ta? Bạch Đức Thế Tôn, không thể như vậy. Này các tỳ khưu, cho nên xác thân cảm giác trí giác tình cảm phản ứng sao lưu chuyện giao ở trong quá khứ hiện tại vị lai, bên trong bên ngoài thô thiện vị tế, cao cả thấp hèn, dẫu gần dẫu xa phải thấy xác thực là các tổ hợp, không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, là đệ tử Phật, được nghe và thấy sự thật như vậy, sinh tâm nhàm chán đối với xác thân cảm giác tri giác tình cảm phản ứng sao lưu chuyện giao, bởi do nhàm chán vì ấy buông bỏ tham ai ngộ nhận với năm tổ hợp, tâm được giải thoát. Khi tâm giải thoát vì ấy biết rõ đã được giải thoát, và cũng biết rằng sinh đã diệt tầng phạm hành đã thành, những gì nên làm vì ấy đã làm, không còn đau khổ, chẳng còn trở lại trạng thái trước đây. Thế Tôn bi mật thuyết giảng như vậy, năm thầy thì khứu hoan hỷ lắng nghe, tâm được giải thoát vì thế phiền não không còn mê chấp, lìa mọi trói buộc